Chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối trên X-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, Gặp Nhau Cuối Ngày sẽ tổng hợp lại cho các bạn những tin tức nổi bật gì nhé. Sau sự thành công của sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt thì Eric mới đây đã có những chia sẻ về người đồng nghiệp Amy của mình trong một bài phỏng vấn. Được biết thì Amy vào cùng với Eric trong đợt tuyển sinh ở công ty quản lý cũ. Và chia sẻ về Amy thì Eric cho biết mình rất khâm phục Amy vì vào công ty từ rất nhỏ. Và trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang đi học thì Amy đã quyết định theo đuổi giấc mơ của mình. Và cho tới thời điểm hiện tại thì những gì mà Amy đã đạt được thì hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù là không còn chung công ty quản lý nữa, nhưng mà Eric cho biết mình và Amy có một mối quan hệ khá tốt. Và cả hai hiện tại vẫn thi thoảng hỏi han nhau. Như khi mà Eric ra bài thì Amy cũng sẽ chúc mừng và ngược lại. Khi được hỏi về câu chuyện về ngày debut của Amy có nhắc tới mình thì Eric cho biết bản thân không nghĩ ngợi quá nhiều bởi Amy là một nữ ca sĩ trẻ mới vào nghề nên là Eric chỉ đơn giản nghĩ em ấy cần thời gian để chín chắn hơn. Tuy nhiên thì Eric có thể sẽ không để bụng nhưng mà các fan của Eric hay là những ai đọc được thì sẽ dễ xảy ra những hiểu lầm không hay về Amy. Theo Eric chia sẻ thì do cả hai anh em đã lâu chưa gặp lại nhau nên nếu như chạm mặt thì sẽ có chút gượng gạo. Bởi vậy hiện tại thì cả hai cũng đã ở hai con đường riêng và không còn chung chí hướng như ngày xưa nữa. Nhưng mà dù sao thì cả hai vẫn sẽ là anh em tốt, thế nên là Eric rất mong sẽ được gặp lại Amy. Sau sự thành công vang dội của Sơn Tùng MTP và Hãy Trao Cho Anh khi mà kết hợp với rapper người Mỹ Snoop Dogg thì mới đây rất nhiều những nghệ sĩ Việt cũng đã thông báo là sẽ kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình. Sau Sơn Tùng MTP thì mới đây cái tên tiếp theo được các fan trông đợi nhất chính là nam ca sĩ Justin T. Không chỉ thông báo là bắt tay hợp tác cùng với nhóm nhạc đình đám tại Anh Quốc, đó chính là Clean Bandit. Nam ca sĩ còn tiếp tục kết hợp cùng với cựu thành viên của Tiara là Humin trong sản phẩm âm nhạc mới được hợp tác Việt-Hàn có tên là Cabinet. Không chỉ riêng Justin T mà mới đây thì Osat và Chipu là hai nghệ sĩ trẻ cũng đã thông báo là sẽ chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và có sự hỗ trợ và xuất hiện của các ngôi sao nước ngoài. Với Osat thì trong MV mới có tên là Ngày Chờ Tháng Đợi Năm Thương sẽ có sự góp mặt của nữ diễn viên nổi tiếng người Thái Lan Asia Hawan, người từng gây sốt màn ảnh với vai diễn trong bộ phim là Bad Genius. Được biết cô đã tới Việt Nam để tham gia quay MV cùng với Osat vào ngày 26 tháng 7 vừa rồi. Và MV Ngày Chờ Tháng Đợi Năm Thương dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối tháng 8 tới đây. Về phía Chipu thì vũ đạo trong MV mới có tên là Bidi Badi Bidi Bu sẽ do Aerocho của One Million Dance Studio biên đạo. Và được biết One Million Dance Studio là nơi đã cho ra đời rất nhiều những video biên đạo lên tới cả triệu view và cho ra các hit từ K-pop cho đến Âu Mỹ và đã từng bắt tay với những công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc. Và việc Chipu hợp tác với One Million Dance Studio thì được xem chính là một bước tiến mới của cô nàng trong lĩnh vực âm nhạc. MV Sáng Mắt Chưa đã được Trúc Nhân cho ra mắt khán giả vào tối ngày hôm qua thì ngay lập tức đã nhận được một làn sóng ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ từ phía cộng đồng LGBT. Và đây là một trong những sản phẩm âm nhạc hiếm hoi trong V-pop khai thác chủ đề này và hiện tại thì MV này vẫn đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ từ phía cư dân mạng. Trở lại với V-pop sau sản phẩm Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Trúc Nhân đã khiến cho người hâm mộ không khỏi vui sướng với sản phẩm âm nhạc mới, rất chỉn chu về chất lượng về cả hình ảnh lẫn âm nhạc. Sáng Mắt Chưa đã ghi điểm với khán giả nhờ giai điệu bắt tai, ca từ đắt giá và giọng hát đầy cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì điểm sáng nhất của sản phẩm âm nhạc mới này có lẽ chính là do MV này với nội dung đầy bất ngờ, chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc và như một món quà ý nghĩa gửi tới cộng đồng LGBT. Bằng những hình ảnh và những chi tiết rất gần gũi thì MV đã khắc họa một hình ảnh rất đẹp về cộng đồng những người đồng tính. Bởi trong thực tế thì có lẽ là chúng ta đã bắt gặp không ít các trường hợp những người thuộc cộng đồng LGBT vì nhiều lý do mà không được sống thật với chính mình và thậm chí là đã phải lấy vợ, ví dụ như là nam chính ở trong MV này. Và ngoài ra thì Sáng Mắt Chưa cũng có thể được coi là một lời cảnh tỉnh và bênh vực cho những cô gái trớ trêu bị rơi vào hoàn cảnh như là nữ phụ đa Mỹ khi mà cho rằng họ luôn xứng đáng để nhận được hạnh phúc và tình yêu chân thành từ những người thương. Và chúng ta thì hãy cùng gửi lời chúc mừng tới Trúc Nhân và mong nam ca sĩ sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa. Sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình cơn bão số 3. Các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của cơn bão này đó là Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình hiện tại thì đã cho tạm dừng tất cả các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa. Và bên cạnh đó thì các tỉnh này cũng đã dừng hết các hoạt động vui chơi trên khu vực biển đảo. Vào trưa ngày hôm nay thì cơn bão số 3 có tên quốc tế là Wifa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 12 và đang cách đất liền tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng 360 km về phía đông đông nam. Và chiều và đêm nay thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc là 10 km/h và đi vào khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ.
và có khả năng là sẽ mạnh dần lên. Với diễn biến này thì bão có khả năng là sẽ đổ bộ từ các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định vào trưa ngày mai ngày 2 tháng 8. Trước các diễn biến phức tạp của bão thì lãnh đạo tỉnh Hải Phòng đã ban hành công điện khẩn và đồng thời tiếp tục đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa và các hoạt động vui chơi giải trí trên khu vực biển đảo và ven sông bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày hôm nay. Và đồng thời bằng mọi biện pháp thông báo đã kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động khẩn trương về nơi tránh trú và tổ chức neo đậu một cách an toàn và không để những người trên phương tiện này chòi canh và thủy sản có mặt trong thời gian có bão. Tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày hôm nay và đồng thời cũng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, tổ chức kiểm đếm phương tiện và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tất cả các chủ phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Và trước đó thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạm thời dừng cấp phép và thông báo cũng như là yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú an toàn đối với các khu vực ở Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Đầm Hà, Móng Cái bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 8. Và riêng khu vực biển Cô Tô thì đã tạm dừng cấp phép bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm nay 1 tháng 8. Mới đây trên nền tảng livestream có tên là Douyu của Trung Quốc thì một nữ streamer đã đòi số tiền lên tới 340 triệu đồng để người xem có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Và điều đáng nói ở đây là sự thật thì nữ streamer này lại là một bà cô năm nay đã 58 tuổi rồi. Lấy nghệ danh là Kiều Bích La Điện Hạ, nữ streamer bí ẩn này thì đã khiến cho bao anh không khỏi xuyến xao bởi sự thông minh và hóm hỉnh, làn da trắng muốt cùng với giọng nói ngọt ngào và quyến rũ. Nhưng mà tuyệt nhiên thì nữ thần này không bao giờ lộ mặt mà chỉ núp sau nhân vật hoạt hình. Lượng người theo dõi Kiều Bích La Điện Hạ đã tăng lên một cách chóng mặt và họ rất tò mò và nóng lòng được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của nữ streamer này xem là có tuyệt hảo như lời đồn hay không. Và trong một lần phát trực tiếp thì Kiều Bích La Điện Hạ đã cho biết cô sẽ lộ mặt khi và chỉ khi có 100.000 tệ tương đương với khoảng hơn 300 triệu đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của cô. Và tuy nhiên thì lỗi kỹ thuật đã bất ngờ làm cho kế hoạch kiếm tiền của Kiều Bích La Điện Hạ đổ bể hoàn toàn. Cũng trong một lần phát trực tiếp thì nữ thần lại núp sau một nhân vật hoạt hình. Tuy nhiên cũng vì lý do đó mà bộ lọc này đã biến mất và để lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên. Và mãi đến khi mà lượng người xem tiếp tục tụt xuống một cách chóng mặt thì Kiều Bích La Điện Hạ mới nhận ra vấn đề và tự thú rằng năm nay thì cô đã 58 tuổi rồi. Và có lẽ là sự cố trên sẽ kết thúc sự nghiệp livestream của người phụ nữ trung niên này. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật nhất có trong ngày 1 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.